Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện cuối tuần trên kênh Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện rất hay có tựa đề là Tấm Vải Mượn Hồn. Đây là câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên một triển dốc tối om, nằm trong một cánh rừng đại ngàn thăm thẳm. 3 giờ sáng cảnh vật hoàn toàn im ắng. Đâu đó có tiếng vượn gọi bầy, tiếng gầm giống đầy sức nặng của giống loài khát máu. Thế nhưng rất nhanh đều bị màn đêm nuốt chừng. Mọi thứ như bị nhốt vào trong một vỏ ốc tối đen. Đêm này tất cả sinh vật trong cánh rừng này gần như đều nín thở. Tất cả đều dõi về một địa điểm sặc mùi tử khí. Thoảng trong cơn gió heo hắt luồn vào từng thân cây cao chọc trời. Ngoài tiếng dao mài xoèn xoẹt còn có mùi máu. Thứ mùi tanh tưởi chết chóc ấy như bay khắp cánh rừng, kích thích giác quan của bất cứ thứ gì đang tồn tại trong đó. Từ trong căn nhà gỗ ọp hẹp, sàn thấp lè tè như một cái chòi canh rẫy, tiếng cười khanh khách chợt vang lên một cách lạnh gáy. Căn nhà gỗ này diện tích tương đối nhỏ, một phần nằm tựa vào vách núi, trước mặt là vực sâu u tối. Sát cạnh căn nhà nằm hướng bên phải có một cây cổ thụ đã chết khô, lá cây rụng hết chỉ còn trơ ra những cành cây khẳng khiu. Trên những cành cây khô héo đó có hàng trăm tua rua bằng vải đỏ, trên ghi rất nhiều nét mực ngoằn ngoèo không thể nhận dạng. Cả bên trái căn nhà có một phiến đá xanh, mặt đá trơn nhẵn, trên có một xác một con chó đã bị lột hết da lông. Con chó chỉ còn trơ ra lớp cơ thịt đỏ lòm với vũng máu đã quyện thành sắc đen đặc. Từ cánh cửa chính đi vào căn nhà rộng chừng 10 mét vuông, sàn lót bằng gỗ. Bên bức vách có treo một loạt cờ phướn đủ màu mè. Lập lòe ở giữa căn nhà u tối có một người đàn bà đang ngồi xếp bằng, quay lưng ra ngoài cửa. Trước mặt của bà ta có một cây đèn cầy làm bằng sáp ong đang cháy rừng rực. Ánh lửa tuy nhỏ nhưng đủ soi sáng khuôn mặt khô quắt, hai gò má sạm đen với một vết sẹo kéo dài từ mắt trái đến tận xương hàm. Người đàn bà đang lẩm bẩm thanh âm gì đó trong họng, theo mỗi nhịp mấp máy môi, một thứ dịch đỏ như là bã trầu rỉ ra qua hàm răng thưa, giặt một màu vàng ố. Bên dưới đất ngay dưới ánh mắt của bà già, có một tấm da chó đẫm máu còn ướt tanh. Tấm da đó có một mảnh vải đỏ. Mảnh vải đó được dệt bằng thứ vải tơ tằm cực kỳ bắt mắt. Bên cạnh tấm da chó có một cái vải sành cỡ lớn. Nắp vải được dán hai lá bùa bắt chéo nhau. Người đàn bà liếc mắt nhìn sang cái vải. Tay trái cầm một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc. Tay phải chậm chậm gỡ bùa và mở nắp. Theo mỗi nhịp lầm bầm phát ra, người đàn bà thò tay vào trong vải và móc ra một con cóc tía. Cầm con cóc lên ngang tầm mắt, người đàn bà nở một nụ cười khủng khục như thỏa mãn. Khẽ lật ngửa con cóc lên, con dao bên tay mặt nhằm bụng con cóc rạch một đường. Lẫn trong tiếng nghiến răng kèn két, tiếng dao rạch vào thịt vang lên sồn sột để ớn lạnh. Máu tươi theo đó mà trào ra ấm nóng, rỉ qua kẽ tay của người đàn bà và rơi lạch tạch xuống tấm vải. Móc nhanh bộ ruột lòng ra, người đàn bà hạ con dao với tay nắm lấy nhang đang bắt lửa cháy đỏ, rồi châm vào cái xác rỗng bụng. Tiếng xèo xèo vang lên, rất nhanh nén nhang tắt lụi. Người đàn bà cầm xác con cóc rồi cứ như vậy trả lên tấm vải. Vừa trả bà ta vừa ê a hát một bài đồng dao. Trong đêm vắng giọng hát khều khào, tiếng đừng tiếng mất nghe sao ma mị quá đỗi. Đến khi tấm vải lụa thấm đẫm máu cóc, người đàn bà lấy hai tay nâng tấm vải lên. Lúc ấy điều kinh dị mới chính thức diễn ra. Bên phải hướng người đàn bà ngồi, lủng lẳng trên xà nhà có một sợi dây thừng đang được buộc chặt. Một đầu dây thừng còn lại trói chặt chân của một đứa bé gái. Đứa bé độ chừng 4 tuổi ở chuồng, đầu bị dốc ngực xuống đất. Miệng của đứa bé bị đút nút rẻ, hai tay bị trói quẩn ra đằng sau, cho nên tiếng khóc cất lên chỉ còn là tiếng rên rỉ rỉ. Máu dốc xuống làm cho mặt mũi của đứa bé tím bầm. Người đàn bà đặt tấm vải xuống dưới đứa bé. Không một chút đắn đo, con dao sắc lạnh ban nãy cứ ngang cổ của đứa bé gái. Một dòng máu ấm nóng chảy ra,
thấm đẫm cái cần cổ nhỏ bé vào khuôn mặt đang lộ rõ nét khiếp đảm. Đứa bé đau đớn vặn mình, cái dây thừng oằn lại căng cứng. Con dao sắc lạnh không ngừng cứa qua cứa lại. Chỉ sau mấy nhịp giãy, đứa bé đã chết tươi, ánh mắt còn hằn lên một nỗi đau đớn thấu trời. Từng dòng máu nóng tanh nồng thấm ướt mảnh vải lụa, máu chảy ra chan hòa ướt đẫm khoảng sàn gỗ, cùng thứ mùi tanh tượm lợm. Người đàn bà nâng tấm vải lên, vuốt ve như sợ rơi mất một báu vật. Một tháng sau, chuyến xe khách khởi hành từ bến xe Giáp Bát từ lúc 5 giờ sáng. Trên xe khi ấy mới lác đác có hơn 20 người. Thành ra khi rời bến, tài xế và lư xe còn chạy vòng vòng một lúc khá lâu, cốt sao để bắt thêm khách cho đủ một hành trình kéo dài 285 cây số lên tận Hà Giang. 6 giờ sáng chuyến xe mới thực sự khởi hành. Ngồi ở hai dãy ghế cuối cùng là một đám 5 người sinh viên, ba trai hai gái. Nhân dịp trường có đợt nghỉ dài ngày, đám sinh viên này rủ nhau đi du lịch xa. Sau bao nhiêu địa điểm được vạch ra, đám 5 người đồng tình nơi đến sẽ là Thảo Nguyên Xuôi Thầu, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Hà Giang. Ngồi ở hàng ghế trước là hai cô gái trong nhóm 5 người. Người ngồi kế bên cửa sổ là Thảo Linh, người ngồi ở bên cạnh là Diễm My, và ở hàng ghế sau là 3 người con trai. Từ trái qua phải lần lượt là Trung Đạt, Duy Hưng và Ngọc Phú. Đám 5 người này chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, lớn lên cùng thi đậu vào chung một trường đại học, và trùng hợp lại là chung một lớp. Vì lẽ đó cho nên 5 cậu ấm cô chiêu này chơi với nhau rất thân, tình bạn tính ra kéo dài hơn 5 năm dòng. Chiếc xe khách lao vụn vào xa lộ đã lác đác xe cộ qua lại. Vì hành trình khá dài thành ra nhà xe dừng cho khách nghỉ ngơi lúc giữa trưa. Tài xế thông báo cho hành khách có thể nghỉ ngơi độ chừng nửa tiếng trước khi tiếp tục hành trình. Vì lẽ đó đám 5 người chia nhau ra ai làm việc nấy. Trong khi hai cô bạn tìm nhà vệ sinh thì Trung Đạt và Duy Hưng cũng xuống xe tìm chỗ hút thuốc. Duy chỉ có Ngọc Phú là thông thả tản bộ hướng ra cánh rừng Đại Ngàn, nơi cách bến rừng chân chừng mấy trăm mét. Với chiếc máy ảnh compact vintage trong tay, Ngọc Phú mải mê đưa ngang tầm mắt, cậu muốn ghi lại cảnh vật của những dãy núi xa ngút ngàn. Bên kia là thung lũng ngập một màu xanh bất tận, một dòng suối trắng xóa xẻ ngang rừng, nòm như là một mái tóc bạc. Chẳng biết say mê thế nào hay có phải ma đưa quỷ dẫn, mà càng lúc Ngọc Phú càng tiến sâu hơn vào một con đường rất nhỏ hẹp. Đến khi sực tỉnh mở mắt ra nhìn chung quanh, Ngọc Phú chợt giật mình vì nhận ra mình đã tách xa nơi cậu đậu xe. Vội vàng trở lại theo lối cũ, thế nhưng càng đi thì lại càng lạc. Thoang thoảng trong mùi hương cỏ cây, chợt cậu cảm thấy có một mùi gì đó rất lạ. Mùi hương này nhẹ nhàng như là hoa nhài, nồng nàn như là ngọc lan, làm cho đầu của cậu cảm thấy mê mẩn. Ngọc Phú cứ như vậy đi theo hướng mùi hương lạ, càng đi càng thích cảnh vật trước mắt của mình mờ mịt không rõ. Đến khi sực tỉnh, Ngọc Phú mới bàng hoàng nhận ra bản thân thực sự đã lạc sâu vào trong Đại Ngàn âm u. Hít một hơi dào vào sâu lồng ngực rồi thở mạnh để lấy bình tĩnh. Khi tâm trạng đất thôi rối ren, cậu định thần nhìn khung cảnh chung quanh một lượt. Hiện rõ trước mắt của cậu qua làn sương mờ là một cây si rất lớn. Rễ si trắng xóa rủ xuống như một đám tơ hồng. Vì tán cây lớn quá che phủ một diện tích khá rộng, thành ra là khoảng không dưới đó toát lên một vẻ âm u đến độ rợn rợn. Khi đã quan sát bao quát một lượt, trần đôi mắt của cậu bị thu hút bởi một thứ, đó là một ngôi mộ. Ngôi mộ nằm trơ trọi dưới gốc cây si, hiện trạng nom khá hoang tàn. Mộ đất đắp không cao, bia đá đã bám màu rêu mốc và xích một góc. Đánh bảo tín lại, Ngọc Phú ngồi xuống, vạch đám cỏ dại đang bám lên mộ bia rồi nhau mắt nhìn. Tấm ảnh của người chết là một cô gái non còn khá trẻ, mái tóc thể buông rũ, mấy cọng rủ xuống hai bên thái dương. Và có lẽ mộ bia kia đã chôn lâu, thành ra gương mặt của người chết bị sương gió làm cho phai mờ, nhất thời không thể nào nhìn ra. Chỉ biết được mặt ấy đích thị là của một cô gái trẻ, và Ngọc Phú càng thêm khẳng định và suy đoán của mình khi nhìn thấy dòng chữ ghi bên dưới tấm ảnh:
Nguyễn Thị Trúc, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1989, mất ngày 19 tháng 8 năm 2007. Ồ, một cô gái còn quá trẻ. Phú lầm bầm đọc dòng chữ trên bia mộ, rồi buông một tiếng thở dài não ruột. Người nằm dưới đáy mộ này quả thật mất trẻ quá, mất đúng vào độ tuổi đang ôm hoài bão xuân xanh. Dẫu vậy, Ngọc Phú cũng không khỏi thắc mắc, vì chưa thể lý giải tại sao gia đình nhà cô Trúc lại đem cô vào tận trong này để chôn. Là một tập tục, là một địa thế hợp phong thủy, hay còn vì một lý do nào khác? Dẫu vậy, Ngọc Phú cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Thế bát nhang xô lịch siêu vẹo, Phú cẩn trọng đặt lại một cách nghiêm trang, tiện tay bớt hết đám cỏ dại đang mọc trên trúc gần mộ bia. Móc gói thuốc lá du lịch ở túi áo ngực, Phú châm nhanh một điếu thuốc, kính cẩn đưa ngang tầm mắt rồi thầm khấn. Cô Trúc à, chúng ta gặp nhau ở đây là duyên bèo nước. Tôi là Đỗ Ngọc Phú, là khách du lịch qua vùng này. Này, tôi tới đây vì đam mê chụp ảnh đại ngàn, không may bị lạc chân mới được dịp thắp cho cô nén nhang. Cô nghe thấy tôi khấn vái thì xin phù hộ cho tôi thoát khỏi con đường rừng này êm xuôi. Nếu được như vậy, tôi xin lại tà khói hương không ngớt. Phú lầm rầm khấn xong, tuy không có que nhang nhưng vẫn có điếu thuốc lá. Phú cắm vội điếu thuốc lá xuống bát hương bằng sứ thay cho que nhang rồi khấn vái như thường. Xong việc, Phú đứng lên phủi lớp bụi dính vào quần áo rồi rảo bước quay trở lại chỗ đất thoáng, tính xác định phương hướng để tìm đường ra. Giờ lúc này thời tiết đang là ban trưa, thế nhưng đoạn này ánh mặt trời chiếu tới rất ít vì gầm tầng cây cao, thành ra là không khí rất lạnh. Phú vừa đi mà vừa ôm lấy sát cơ thể để cho đỡ lạnh. Gió ở đại ngàn khác với gió ở đồng bằng, nơi này cho dù là mùa hè đi chăng nữa thì thi thoảng cũng có thể gặp phải những cái lạnh rất khó tả, mà hiếm có nơi nào lại có thể bắt gặp được tương tự. Dạo bước tiến đến một vị trí khá cao, Ngọc Phú nhanh chóng móc điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 11 giờ 30 phút sáng. Vậy là đã tròn 30 phút kể từ khi xe khách dừng tại trạm. Đã sắp đến giờ xe khách khởi hành, điều đó càng làm cho Phú sốt sắng hơn. Thế nhưng khổ nỗi ở sâu trong rừng già này, điện thoại hoàn toàn không có sóng. Rút ra điếu thuốc bập nhanh lên miệng châm lửa, Phú hít mạnh và thở ra một hơi dài. Khói thuốc quyện đặc cùng làn sương, dường như mỗi lúc một đặc quánh. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua từng lớp sương mù ẩn hiện, làm Phú có một cảm giác bắt đầu hơi hoang mang. Trần có một tiếng động, Phú ngẩng phát đầu lên. Trên một mô đất cao nằm cách chỗ Phú đang đứng không xa, có một con mèo rừng. Con mèo này to bằng bắp chân, thân dài cỡ hai gang tay, toàn thân phủ một lớp lông vằn vện và cái đuôi rất dài đang đập qua đập lại. Nó đang dưng cặp mắt sáng quắc nhìn Phú đăm đăm. Bỗng Phú lại nghe có tiếng ai đó gọi sau lưng, tiếng con gái trong trẻo và im tai. Trong không gian lờ mờ và lạnh lẽo, tiếng gọi đó vang lên khe khẽ, làm cho Phú không khỏi rùng mình ớn lạnh. Sốc lại tinh thần, Phú căng mắt nhìn xuyên qua màn sương mỏng, qua những dãy leo xanh biếc đang bám lấy thân cổ thụ, sát cảnh ngôi mộ Diêu Phong ban nãy. Màu áo lụa tím dịu dàng ôm khít lấy thân hình mong manh thiếu nữ. Mái tóc dài mượt đen nhánh, xõa xuống bờ vai tròn, nở bật làn da trắng đột. Đó là một cô gái. Cô gái chậm chậm tiến lại, dáng đi trong đàn sương càng thanh thoát đến lạ người, làm cho Phú mê mẩn. Khi còn cách độ một sải tay, cô gái ngước nhìn Phú, một đôi mắt to đen lấy. Mới diện kiến dung nhan đó, Phú chợt ngẩn ngơ. Không ngờ ở cái nơi quạnh quẽ này lại có một nhan sắc đẹp đến như vậy. Chốn thành thị mà Phú mới rời bỏ đông đúc là vậy, mà chưa từng thấy ai đẹp như cô gái này. Thấy Phú cứ nhìn chân chân, cô gái e thẹn cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ cười, càng tăng thêm một vẻ kiều mị của cô. Phú lúng túng. Ê, chào cô, xin hỏi cô là... Em chào anh, em là người ở vùng này. Cô gái vừa đưa tay vừa vuốt tóc, những ngón tay trắng xanh nụt nà hệt như gái thành thị. Cô gái tiếp tục bằng một chất giọng trong trẻo.
Em thấy anh cho nên tiến ra chào hỏi cho phải phép. Mà anh là khách bộ hành và đi thăm thú hả? Nghe giọng anh có lẽ không phải người vùng này. Vâng ạ. Chả giấu gì cô, đoàn chúng tôi tính lên Hà Giang thăm thú cảnh vật. Tôi mải mê chụp hình cho nên vô tình lạc chân vào đây. Đang chưa biết tìm đường ra thế nào. Thật là xấu hổ quá. Cô gái vẫn dõi đôi mắt biếc nhìn Phú đăm đăm, làm cho anh bối rối. Đoạn cô hỏi thẳng. Em là Nhã, Trúc Nhã. Anh tên Ngọc Phú phải không? Phú liền ngạc nhiên đến độ sửng sốt. Sao cô lại biết tên tôi? Vâng, tôi là Phú Đỗ Ngọc Phú. Cô gái nhẹ nhàng đáp. Thật ra em là em gái của chị Trúc, ngày nằm dưới mộ kia. Hôm nay là ngày giỗ của chị gái em, nên em vào đây dọn dẹp. Đang chuẩn bị lấy liềm ra xén cỏ thì thấy anh đứng ở trước mộ của chị em. Em lén tiến lại xem anh là ai, thì nghe anh khấn cho nên mới biết tên của anh. Phú thở phào nhẹ nhõm, xong lời của Nhã lại làm cho anh giật mình. Quả thật hôm nay đúng là ngày giỗ của cô gái nằm dưới mộ kia, ngày 19 tháng 8. Trong khi Phú còn đang trong mày suy nghĩ, thì đột nhiên tiếng của Nhã vang lên khe khẽ, làm cho Phú giật mình. Anh Phú có lẽ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Phải rồi, vì người vùng này chẳng ai dám đến đây, trừ khi có dỗ chạp hay tảo mộ của người thân đâu anh ạ. Phú nghe vậy thì tò mò. Không ai dám đặt chân vào đây, tại sao vậy? Bởi vì... Nhã bỏ dở câu nói rồi ngoảnh mặt lại sau lưng. Bất chợt cô nói nhỏ, tiếng nhẹ như là gió thoảng lạnh lẽo và khô khốc. Vì ở đây có ma. Có ma anh ạ. Đột nhiên tiếng gầm giống để sức nặng của loài vật nào đó từ sâu trong rừng già vọng ra, khiến cho Phú giật nảy cả người. Nhã bất chợt quay lại nhìn Phú đăm đăm. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng của Phú. Giọng của Nhã vẫn đều đều vô cảm. Cô trỏ tay vào một khoảng đất gần đó rồi nói bằng giọng run rẩy. Lúc trước ở đây, ngay tại khoảng đất này có một cô gái bị giết chết. Không ai biết cô gái đó như thế nào cả. Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió, người ta không tìm thấy thủ phạm. Chỉ thấy ở đó có rất nhiều máu tươi và cô gái chết với vết cắt ở cổ. Người ta đồn rằng cô gái đó chưa siêu thoát nên hồn vẫn còn lảng vảng đâu đây. Từ đó chẳng ai dám vào đây cả, vì họ thường nhìn thấy bóng của một người con gái và những tiếng động quái lạ. Phú thấy mồ hôi bắt đầu rỉ ra từng đợt. Tiếng mèo kêu lên ai oán. Phú rú lên khè khẽ. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Dưới lớp sương mờ đang bao vây, trông Nhã giờ đây tái nhợt và xanh xao, hệt như là một xác chết đang tiến lại gần anh. Trần Nhã bật cười khanh khách làm cho Phú ngỡ ngàng. Thì ra là cô đang trêu anh. Thế nhưng tim của Phú vẫn còn đập dồn dập. Nhã vừa cười vừa đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán của Phú. Phú tần ngần nắm lấy bàn tay của cô. Một bàn tay mềm mại và lạ lùng sao, nó lại lạnh ngắt. Nhã rụt tay lại rồi bảo. Ở vùng này sương xuống rồi thì càng ngày càng dày hơn. Anh Phú không thuộc địa hình ở đây dễ bị lạc lắm. Thôi để em giúp anh tìm đường ra. Thông thổ quanh đây em thuộc như lòng bàn tay. Nói rồi Nhã rút trong mình ra một túi gấm đưa cho Phú rồi bảo. Anh cầm lấy cái túi gấm này, đeo nó vào cổ và cứ đi thẳng hướng Tây, tất sẽ tìm được đường ra. Hãy nhớ sau này luôn đem theo cái túi gấm bên mình. Có như vậy anh mới an toàn trên suốt chuyến đi. Phần nhất có sự gì cũng xem như có bùa hộ mạng. Thôi anh đi đi, em có việc phải làm rồi. Nói rồi Nhã quay người bỏ đi rất vội. Phú buông một câu cảm ơn rồi tần ngần đứng trông theo. Sự cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng nghe lời của Nhã khẳng định chắc nịch, lại nghĩ Nhã là người vùng này cho nên cũng yên tâm vài phần. Phú nhanh chóng làm theo lời của Nhã, đeo túi gấm lên cổ rồi bắt đầu đi thẳng theo hướng Tây. Màn sương càng lúc càng dày đặc, sau lưng của Phú chỉ còn thấp thoáng ngôi mộ lạnh lẽo, nằm im liềm dưới gốc cây si và bóng của một người con gái tóc dài mờ ảo sau mộ đất. Đi theo hướng của Nhã mách nước, con đường ấy rậm rạp cây cối, toàn bộ chung quanh bao quanh trộm lên một mảnh âm u rợn vắng.
Vậy nhưng quả nhiên trước mặt của Phú hiện ra một lối đi trơ trọi, là một con đường với những bậc đá bám đầy rêu xanh. Phú chắc rằng đoạn đường này ít người đi đến, đến mức mà khó khăn lắm mới có thể nhận ra nó là một con đường mòn. Thậm chí nơi này còn hoang vu đến độ chẳng có tiếng động của loài chim chóc nào quanh đây. May mắn sao chẳng mấy chốc Phú đã tìm được con đường mòn lúc nãy tiến vào. Không khí ở ngoài này mang một sắc thái khác hẳn với những thảm cỏ xanh mướt kéo dài. Những khoảng rừng thi thoảng thổi ra từng cơn gió mát thơm mùi lá cây, tiếng chim kêu đượm tai người. Phú an tâm xốc lại ba lô rồi nhắm hướng chiếc xe khách mà chậm chậm bước tới. Thoáng thấy bóng của mấy người bạn đang tụ tập quanh nhà ăn của điểm rừng, Phú tiến lại rồi gãi đầu nói: "Xin lỗi chúng mày nha, tao đi lạc cho nên để chúng mày vào nhà xe phải đợi." Đang uống ly trà đào, Thảo Linh chớp mắt ngạc nhiên: "Mày bị ấm đầu hả Phú? Mới cần 5 phút lấy đâu ra mà trễ?" Phú ú ớ ngạc nhiên, vô tình liếc nhìn lên đồng hồ treo tường ở điểm rừng thì đúng là 11:05. Ngơ ngác mất vài giây, Phú rút vội điện thoại ra xem. Trong đầu của Phú lúc bấy giờ đinh ninh rằng điện thoại của mình sai giờ. Thế nhưng không, 11:05 là con số hiển thị rõ 11. Phú thấy đầu óc của mình quay cuồng, mọi thứ mơ hồ giữa hư hư thực thực. Từ lúc đặt chân vào trong rừng đến lúc lạc đường, đến khoảng đất nơi có ngôi mộ hoang, cho đến khi tiếp xúc chuyện trò với Nhã, ít nhất thời gian kéo dài tầm 30 phút. Chưa kể việc Phú đi vào rừng từ lúc 11 giờ. Chẳng lẽ chừng ấy việc xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 5 phút đồng hồ. Thế Phú cứ đứng ngưng người, đặn châm nhanh điếu thuốc rúi cho Phú rồi bảo: "Làm cái gì mà mặt mày cứ nghệt sao vậy? Này, làm điếu đi cho nó tỉnh." Phú cố gắng làm nét mặt hòa hoãn, đón lấy điếu thuốc rồi rít một hơi. Đưa tay lên sờ ngực, túi gấm được buộc bằng sợi dây vẫn còn im lìm nằm sau lớp áo. Chẳng mấy chốc Phú cũng tạm quên chuyện đó đi, rồi ngồi xuống tám chuyện cùng lũ bạn. Được một lúc thì nhà xe thông báo cho hành khách tiếp tục cuộc hành trình. Mệt mỏi, Phú tựa đầu vào ô kính cửa xe và thiếp đi lúc nào không biết. Trong một giấc mơ chập chờn sau đó, Phú thấy mình đang đi trên một con đường đất nhỏ dẫn vào một cánh rừng hoang vu. Phú không biết nơi này là ở đâu, chỉ thấy đó là địa thế cực kỳ hoang vu và hiểm trở. Đã vậy, cảnh vật lại bày ra hai gam màu đen trắng, hệt như là một cuốn phim tài liệu. Đi thẳng theo con đường gập ghềnh sỏi đá, Phú thấy mình tiến sâu vào một ngôi làng. Nhà cửa trong làng hầu hết được xây dựng cực kỳ đơn sơ. Ngó qua như mấy cái chòi canh vịt mà Phú có dịp thấy khi đi du lịch tại Nam Định. Thế nhưng lạ thay, dù trong làng nhà cửa san sát nhưng chẳng thấy bóng dáng của một người nào. Chợt có tiếng gào rú vang lên ở cuối làng, Phú đánh bạo đi thẳng đến nơi đó. Ở đó Phú thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Một bà già cùng một đứa trẻ đang bị trói nghiến vào một cây gỗ. Xung quanh hai người họ chất đầy củi khô, và bao quanh đống củi là hơn 100 người, mặt mày bày rõ nét phẫn nộ. Bà già độ ngoài 70, mũi khoằm mặt nhọn, ánh mắt toát lên một nét hận thù. Đứa bé độ ngoài 8 tuổi, da rẻ đen nhèm, tóc màu dâu ngô, đang khóc ầm ĩ. Chợt một lão già trong đám tiến lên nói gì đó, toàn những thứ ngôn ngữ mà Phú nghe không hiểu. Lão già đó nói xong thì chộp lấy cây đuốc và ném thẳng vào đống củi. Củi khô bốc cháy dữ dội thiêu đốt hai bà cháu đang bị cột ở giữa. Ngọn lửa nhanh chóng lan đến cây cột gỗ, thiêu đốt hai bà cháu. Tiếng gào thảm thiết, tiếng hò reo dậy sóng của đám người. Tiếng lửa cháy phừng phừng, tiếng thịt da cháy xém kêu xèo xèo, làm cho Phú khiếp đảm. Thời nghiệm Phú tính lao lại ứng cứu, thế nhưng bản thân lại xuyên qua đống lửa, hệt như là Phú là một hồn ma bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh tượng này. Vô tình ngọn lửa làm cho sợi dây cột bị đứt, bà già mặc kệ hơi nóng, chộp lấy cái xác ném đen của cháu mình rồi lao ra. Quần áo của bà ta bị cháy rụi, da rẻ bong chốc từng mảng, đôi chỗ lộ từng lớp cơ thịt đỏ lòm. Bà già lao ra vùng chạy, đám người hỏi nhau rồi đuổi theo. Một kẻ nhanh tay vung con mã tấu chém mạnh.
con dao sượt qua rạch một đường dài từ mắt trái đến hết xương hàm của bà già, xong bà ta vẫn giáng vào bụng Linh. Thế con sông gần đó, bà già ôm xác cháu của mình lao xuống và mất tích trong trăm ngàn con sóng đục ngầu. Chớp mắt Phú thấy mình đứng lại ở giữa ngôi làng, lần này một cảnh tượng còn khiếp đảm hơn gấp bội. La liệt trên mặt đất là toàn bộ dân làng nằm chết, mặt mày ai nấy đều toát lên một nỗi sợ tột cùng, hệt như là trước khi chết phải chứng kiến điều gì ma quái lắm. Thân xác của đám người này vặn vẹo, hai mắt trố to, dáng chết co quắp nhìn rất khổ sở. Chuyển cảnh, Phú lại thấy mình đứng giữa một khoảng rừng âm u, nơi có một ngọn đuốc đang bập bùng cháy sáng. Nhanh chân tiến lại, Phú thấy gặp người đàn bà đó. Dưới ánh đuốc soi tỏ, Phú thấy bà già đang dùng tay trần đào một huyệt mộ. Khi huyệt mộ sơ sài thành hình, bà già đem xác ném đen của đứa cháu đặt xuống rồi vùi đất lại. Hề hộp kéo lê con kỳ lân bằng đá đến đầu huyệt mộ, bà già ngửa cổ lên trời rồi gào lên một tiếng chói tai. Tiếng thét ấy mang theo âm điệu hận thù như con thú bị vết thương chí mạng. Thất một cái, bà già quay sang nhìn thẳng mặt của Phú với một cái nhìn chất chứa hận thù. Phú khiếp đảm đùi lại rồi vô tình ngã ngửa ra đằng sau vì vướng chân vào đám dây leo. Phú ơi, dậy đi. Mày làm cái gì ú ớ như thế ma thế hả? Nghe tiếng gọi của Hưng, Phú ú ớ choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Thế nhưng cảnh tượng chết chóc ban nãy cùng ánh mắt hận thù cay độc của bà già làm cho anh không khỏi khiếp đảm. Phú ngồi bật dậy thở hồng hộc mồm lắp bắp. Tao đang ở đâu đây? Mày đang trên xe chứ đâu? Ngủ chân lắm giờ mơ với chả mộng. Kìa, xe sắp đến thành phố rồi đó, chuẩn bị đồ đi chúng mày. Vài phút sau, chiếc xe khách dừng chân tại bến xe của thành phố. Nhóm 5 người nhanh chóng xuống xe, gọi một chiếc taxi đến nhà nghỉ mà cả đám đã đặt sẵn. Sau khi nhận phòng, cả đám ăn trưa qua loa và chuẩn bị đồ đạc đem theo. Làm thủ tục thuê xe máy, đám 5 người bắt đầu rong ruổi đi thăm thú. Địa điểm mà đám này nhắm đến đầu tiên là rừng thông Yên Minh. 5 chiếc xe lao qua núi đôi Quang Bạ khoảng 40 cây số. Qua những cung đường ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tới điểm cần đến. Trong nắng chiều đang buông, những cây thông xanh rì vươn cao vút giữa đồi, xì rào trong gió khiến cho cả đám sao lầm. Cả đám lao vào chụp hình rồi dự định đêm nay sẽ cắm trại tại đây. Trong khi đám đứa bạn thì dựng trại, đứa thì đi tìm những cảnh đẹp, đặt rào chân đi thăm thú đó đây. Tiến về hướng bắc, đạt sung sướng rít căng lồng ngực, thứ không khí mát mẻ trong lành. Được một đoạn thì thấy bụng dạ của mình ấm ách, đạt mới tiến đại vào một con đường nhỏ, nhắm tới một mô đất cao, khuất đầu người rồi vạch quần ra tiểu tiện. Vừa mới kéo khóa quần, chợt đại bị thu hút bởi một thứ, đó là một con kỳ lân bằng đá nằm thù đủ giữa một mô đất thấp. Con kỳ lân này to bằng cái rành tích, nửa người chôn ngậm dưới đất, nửa trên lấm lem cát bùn và bụi bẩn, có lẽ là do mưa gió gây nên. Rồi trong đầu có chút thắc mắc, song đạt cũng tặc lưỡi chẳng màng quan tâm. Sẵn tiện đang mắc tiểu, đạt thang hồ xả lũ lên đầu con kỳ lân với một điệu bộ hả nghi. Tiểu xong vừa kéo quần tính trở ra con đường chính, chợt đạt giật mình khi thấy sau lưng có một bóng người đang đứng đó nhìn mình đăm đăm. Đạt sừng sốt lùi hẳn lại đằng sau theo bản năng, suýt nữa thì kêu thét lên. Sau lưng của đạt là một người đàn bà gầy còm trong bộ trang phục của người Việt cổ. Đạt nhận ra ngay vì có lần được chứng kiến phục sức này trong viện bảo tàng thành phố cách đây không lâu. Người đàn bà gầy đét như là ma đói đứng đằng sau lưng đạt từ hồi nào mà không hề gây ra tiếng động. Dáng người của bà ta thấp bé, thậm chí cái gùi bà ta đeo sau lưng có phần to lớn hơn. Bà già có một khuôn mặt quắt queo với hai hốc mắt trũng sâu và hai bên má hóp lại, làm cho đạt bất giác không dám nhìn thẳng. Đạt đưa tay lên ngực thở mạnh, cố chấn an mình rồi lớn giọng: "Bà già, bà đứng đây từ lúc nào vậy? Mẹ kiếp chứ, bà làm cho cái thằng này suýt nữa vỡ tim mà chết." Dường như nhận ra nét bực bội trong đôi mắt của đạt, người đàn bà đó khẽ cất giọng khẽ khàng. Thế nhưng tiếng nói phát ra làm cho đạt thấy khó chịu,
vì giọng của bà ta rất khó nghe, cứ như được phát ra từ một chiếc đài nhiễu sóng. Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Thế cậu là ai? Sao lại một mình ở đây vào giờ này? Rừng hoang nước độc, đi một mình không an toàn đâu, nhất là khi chiều buông thế này. Cái âm thanh trầm đục như mắc nghẹn ở cuống họng làm cho Đạt ớn lạnh nổi gai ốc. Thế nhưng cũng làm cho Đạt yên tâm, vì chắc rằng người đàn bà này là người bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải là cô hồn dã quỷ ở chốn rừng sâu hiện ra để chiêu ghẹo. Duy chỉ có điều thân hình của bà ta hơi quái dị mà thôi. Vẫn bằng bộ dạng vinh váo, Đạt liền đáp: chúng tôi đi du lịch 5 người. Mà quê mùa như bà có biết du lịch là cái gì không? Tránh ra cho tôi đi, rõ là phiền phức. Nói rồi Đạt xăm xăm bỏ đi, không quên ném cho bà già đó con mắt thiếu thiện cảm. Thế nhưng vừa đi ngang qua bà ta, lúc ngó mắt vào cây củi sau lưng, chợt Đạt khựng lại. Bằng một giọng hồ hởi, Đạt liền hỏi: bà già, ở đâu bà có tấm vải đẹp vậy? Bà có bán không tôi mua? Bà già ngoái lại nhìn Đạt rồi bảo: vải do tôi dệt đấy, tấm này đã là gì đâu. Nếu cậu có thiện chí muốn mua thì theo tôi, ở nhà tôi còn nhiều tấm vải đẹp hơn nhiều. Như bị mê hoặc, Đạt vội vã thúc bà về nhà để tận mục sở thị xem lời của bà ta nói có đúng hay không. Vậy là trong phút chốc, hai bóng người một cao một thấp nhắm thẳng con đường thâm u phía sau mà rảo bước. Trên đường đến nhà bà ta, Đạt mới có dịp quan sát thật kỹ. Người đàn bà mà Đạt đang nói chuyện khoảng ngoài 70, da mặt khắc khổ nhăn nheo. Hai hàm răng của người đàn bà này vàng như mo cau, khấp khểnh không theo hàng lối. Dù dưới chân là đám đá sắc nhọn, nhưng bà già này lại đi chân trần, dáng đi thoăn thoắt rất nhanh nhẹn. Bên trong miệng của bà ta nhai một thứ gì đó màu đỏ tươi, chảy ròng ròng ra hai bên mép theo mỗi nhịp đáp lời của Đạt. Thứ dịch đỏ như bã trầu đó bốc ra một mùi thối hoắc như xác cóc chết, lại tanh tanh như là mùi cá tươi. Thứ kinh khủng ấy phả ra sộc vào mũi của Đạt, làm cho cậu cảm thấy lợm giọng. Nếu không phải Đạt muốn mua thêm mấy tấm vải của bà về làm quà, chắc chắn sẽ không có lý do gì để Đạt gợi chuyện và chịu đựng thứ mùi hôi hám này. Thoát khỏi con đường mòn rậm rạp, đi lên một triển dốc không xa, cuối cùng thì căn nhà gỗ của bà già cũng đã thoáng ẩn hiện phía trước. Thời gian lúc này đã đổ về hơn 5 rưỡi chiều, mà trời đã khuất dần ở hướng tây cánh rừng, chỉ còn hắt chút ánh tàn yếu ớt. Theo mỗi bước đi của cả hai người, cảnh vật bắt đầu nhá nhem, hoang vu và tĩnh lặng là những gì mà Đạt cảm nhận rõ ở không gian nơi này. Lên đến đỉnh dốc, căn nhà gỗ của bà già hiện ra rõ nét hơn. Bà già đặt cây củi xuống hiên nhà rồi bảo Đạt đứng đợi, trong khi bà ta vòng ra đằng sau nhà rửa chân tay. Căn nhà sàn của bà già lụp sụp điêu tàn, sàn thấp lè tè và bên trong tối om như một hố sâu không đáy. Căn nhà gỗ này diện tích tương đối nhỏ, một phần nằm tựa vào vách núi, trước mặt là vực sâu u tối. Sát cạnh căn nhà hướng nằm bên phải có một cây cổ thụ đã chết khô, lá cây rụng hết chỉ còn trơ ra những cành cây khẳng khiu. Trên những cành cây khô héo đó có hàng trăm tua rua bằng vải đỏ, trên ghi rất nhiều nét mực ngoằn ngoèo không thể nhận dạng. Đứng đối diện với căn nhà tối mù, Đạt chợt cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Ngó nhìn cảnh vật chung quanh đang dần chìm trong bóng tối, Đạt chợt thấy lạnh lạnh. Nếu không phải vì ham mê màu sắc tự nhiên của tấm vải, chắc chắn Đạt không đẩy mình vào cảnh đi cũng giờ mà ở cũng chẳng tiện. Mà nhìn ngó cảnh vật chung quanh, mãi đến tầm 10 phút sau không thấy bà già đâu, Đạt mới sửng sốt khỏi lớn. Bóng đêm đã phủ kín cả căn nhà, khiến cảnh vật chung quanh nhuốm một màu rờn rợn. Gió rừng nơi dốc cao luồn vào căn nhà qua cửa sổ hậu viên, xông vào cửa chính tạo thành những tiếng u u như là phát ra từ một cái vỏ ốc, khiến cho Đạt hơi hoảng. Gọi thêm 2-3 câu vẫn không thấy người đàn bà đâu, Đạt bắt đầu cảm thấy nóng ruột, đánh bảo tiến vào nhà sau để xem bà ta đang làm gì mà lâu đến như vậy. Thế nhưng vừa đi tới bên hông, sắp ló mặt ra hậu viên thì bà già đột nhiên thò đầu ra. Vẫn là một khuôn mặt vô hồn gầy đét đó,
Bà già trò tay vào bên trong nhà ra hiệu cho Đạt đi theo. Ngó nhìn vào bóng lưng nhỏ thó với tướng đi phi mình như loài rắn, Đạt bỗng nhiên chợt bộn muốn dừng lại. Thế nhưng ham muốn có được tấm vải làm quà khiến cho Đạt đánh bạo đi theo. Tiến vào trong gian nhà, bà già để mặc Đạt đứng đó rồi mò mẫm tiến vào bên trong. Góc nhà tối mịt, có căng mắt cỡ nào cũng chẳng thể nhìn được gì ngoài một màn đêm bí hiểm. Tiếng lục cùng từ góc nhà vọng ra đều đều làm cho Đạt chùn chân. Bà dì ơi, tôi ra ngoài đợi nha. Mồm nói chân của Đạt đã đi thẳng ra cửa vì chẳng dám nán lại lâu hơn. Căn nhà không chỉ tối mù mà còn sộc ra một mùi tanh tanh và hôi hám, khiến cho Đạt dù có muốn cũng chẳng đủ kiên nhẫn nán lại lâu hơn. Ra đến ngoài cửa, Đạt cố gắng hít một hơi thật no bụng. Vừa quay mặt lại, Đạt chợt kêu thét lên rồi lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Bởi lẽ bà già đứng lù lù ở sau lưng từ lúc nào, đôi tay còng queo của bà ta đang nâng một tấm vải đỏ dư lên ngang đầu, và ánh mắt của bà ta cũng sáng rực một màu đỏ ma quái. Đạt ú ớ choàng tỉnh khi thấy tiếng chim hót rộn rã và chút ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt. Hoảng hốt vùng dậy, Đạt ngơ ngác khi thấy mình đang nằm vật bên cạnh nấm đất có con kỳ lân. Đầu của Đạt đau như búa bổ, thậm chí mơ hồ giữa thật và giả. Chuyện gì thế này? Sao mình lại nằm đây? Bà già kia đâu rồi? Ngồi mấy giây ngơ ngác, Đạt không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Thế nhưng mà khi vừa chống tay tính đứng dậy, chợt Đạt giật mình khi thấy ngay bên cạnh mình có một mảnh vải lụa màu đỏ tươi như máu. Mảnh vải này chính là mảnh vải trong gùi mà bà già kia đã gùi sau lưng. Vội chộp lấy mảnh vải như sợ lỡ mất một của báu, Đạt lúc này nhìn trước ngó sau một cách đề phòng, rồi chọn vị trí tương đối rộng rãi, khuất sau một lùm cây và cẩn trọng xem xét. Đặt mảnh vải lên đùi, Đạt chậm chậm đứt bàn tay lên trên mặt vải và chậm rãi nhẹ nhẹ. Mới chạm vào thứ vải, Đạt đã cảm thấy một cảm giác mát lạnh, chân bóng đến độ tuyệt hảo. Trong thoáng giây vụt qua rất nhanh, Đạt mơ hồ cảm thấy mảnh vải cách nhúc nhích, hệt như nó là một sinh vật sống. Đạt ồ lên khe khẽ rồi lại dùng nhãn quan quan sát. Mảnh vải dày tầm 1 mét, chất lụa mềm mịn trong mượt và có màu rất tinh khôi, sáng đỏ lóng lánh. Mảnh vải toát ra một mùi hương rất lạ, vừa có cảm giác thơm nồng nàn, vừa có mùi của hoa hắc hương. Cảm giác mảnh vải đỏ mang lại không hề giống với bất cứ mảnh vải thông thường nào khác. Toàn là những cảm giác lạ lẫm làm cho Đạt muốn chiếm hữu. Ngồi giờ dẫm mảnh vải một lúc, Đạt mới sực nhớ đến việc phải quay lại chỗ cắm trại cùng đám bạn, vì sợ mảnh vải này sẽ bị đám 4 người kia giành giật. Suy đi tính lại, Đạt đành gấp gạn nó nhét vào trong cái ba lô đang đeo sau lưng của mình. Hành động ấy vừa kết thúc thì một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là của Thảo Linh. Đạt ơi, mày đâu rồi? Vừa nhanh đám bụi đang bám vào quần áo, Đạt đi nhanh ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi thẳng ra con đường chính rồi đáp. Tao đây, có gì mà ầm lên vậy? Mày đi đâu mà mãi không có về chỗ cắm trại? Báo hại tao phải đi tìm mày đó. Tao thấy cảnh quan trong rừng đẹp quá, cho nên thả bộ vào xem. Mày đi quá nên quên mất thời gian. Thảo Linh lúc này ngờ vực. Vừa rừng thăm thú sao quần áo của mày dính đầy bụi đất thế? Ờ thì gặp con dốc nên là trượt chân ngã. Thôi về nhanh đi, kẻo chúng nó lại chờ. Thảo Linh gật đầu mà chẳng hỏi han gì thêm. Vậy là cả hai lục tục kéo nhau về nơi cắm trại mà cả đám đã dự tính ban nãy. Những tưởng việc che giấu trong ba lô có thể giữ kỹ tấm vải cho riêng mình, thế nhưng Đạt lầm to. Trong lúc Đạt và Phú đang nhóm củi tính nướng thịt thì ở trong lều Hưng lục tìm gói thuốc lá. Lật tung ba lô mà không thấy gói nào. Sực nhớ trong ba lô của Đạt trước khi khởi hành có đem theo. Vì là chỗ bản thân cho nên Hưng cũng chẳng nề hà mà tự động mở khóa. Thảo Linh và Diễm My đang cột lại lều trại của mình cho chắc, chợt nghe tiếng rú khe khẽ lên bên trong lều. Không chỉ hai người mà cả Phú và Đạt đều sửng sốt nhìn về hướng ấy. 4 người chạy vội vào thấy Hưng đang ngồi bệt ở đất. Trong tay của Hưng là một mảnh vải đỏ đã được lôi ra. Mới thấy tấm vải, Đạt đã tím hết mặt mày, trong khi 3 người còn lại ai nấy đều bày ra một vẻ háo hức.
và Phú thì lộ rõ thái độ đăm chiêu. Nét háo hức ấy còn hàm chứa cả ước muốn chiếm hữu mãnh liệt. Linh chạy vội lại cầm lấy mảnh vải giơ lên, chất liệu mềm mượt, sắc màu ống ả làm cho Linh mê mẩn. Đạt, từ đâu mày có mảnh vải này, đẹp quá. Đạt liền nở mờ rồi đáp, à, ta mua được của bà già trong rừng đó, vô tình thôi. Đẹp quá, mày có nhớ chỗ bà già đó sống không? Ta cũng muốn mua có mảnh vải như thế này. Hưng cũng trầm trồ khen khi được tận tay chạm vào mảnh vải. Hưng áp sát nó vào khuôn mặt của mình rồi nhắm mắt lim dim hưởng thụ. Cái cảm giác mềm mại hệt như làn da của thiếu nữ 18. Trong ánh mắt ấy cả ba người đều thích mê mải mảnh vải này. Riêng Phú thì lại bày ra một nét mặt thản nhiên. Vì khác với đám bạn, Phú thấy đó chỉ là một mảnh vải ố vàng. Mấy vệt trên đó đã đóng mảng thâm xỉ hệt như dính máu. Thậm chí có giây phút Phú còn thấy nó khá ghê tởm. Mảnh vải đỏ quay trở lại tay của Linh. Câu hỏi ban nãy được nhắc lại làm cho Đạt giật mình. Đẹp quá thế. Mày có nhớ chỗ bà già đó sống không? Ta cũng muốn mua một mảnh vải thế này. Đạt liền lắc đầu rồi đáp. Đừng đến nhà bà ta hiểm trở lắm, tao nhớ không có rõ. Suy đi tính lại, Linh nảy ra một ý định. Hay là mày để lại cho tao nhá, tao trả mày gấp đôi giá mày mua. Đạt liền đãi bôi. Gớm nữa, cái mảnh vải này ở thành phố thiếu gì, đáng gì để mày tha lôi về. Mi trên ngang. Bán lại cho tao đi, bao tiền ta cũng mua. Không hiểu sao mà tao thích cái mảnh vải này quá thôi. Đạt hơi sững người vì ngay cả Hưng cũng đưa ra giá để có được nó. Tao thì trước nay không có mê vải vóc, cơ mà cái mảnh vải này đẹp thật đó. Mày bán lại cho tao nhé Đạt. Tao mua về để may áo dài tặng bà nội tao, nhân lễ mừng thọ sắp tới. Linh liền gắt. Tấm vải này dài có 1 mét, may thế nào được mà may. Tao phải mua nó để làm thành cái khăn choàng. Mày bán cho tao đi Đạt ơi. Phút chốc không khí căng như dây đàn, vì ai cũng muốn chiếm mảnh vải đó đậm của riêng. Là người ở giữa, Phú đành đứng ra hòa giải, song chẳng ai nghe. Mảnh vải đỏ này như có một ma lực vô hình, làm dấy lên lòng tham và ham muốn chiếm hữu. Về phần của Đạt, ngoài mặt Đạt làm bộ bình thản, thế nhưng trong lòng đã tức đến phát run. Đạt lúc này thầm nhủ trong đầu. Ba người chúng mày thích nó, bộ ta không thích chắc. Ý nhất tao đã rất khó khăn để mua được nó, đừng có mơ thằng này để vụt mất. Nghĩ là vậy, xong trước mặt bạn bè Đạt lại thấy rất khó xử. Đang trong lúc lúng túng chưa biết trả lời làm sao thì có một tiếng mưa giả rích rơi xuống. Đạt giật vội mảnh vải cho vào túi rồi hối cả đám lao ra che chắn cho bếp củi. May mắn sao cơn mưa rừng không kéo dài quá lâu, thành ra chỉ một lát cả đám đã gầy cho đống củi cháy to hơn. Nhưng mà kể từ giây phút ấy, những mong ngóng của việc cắm trại đêm đã biến mất, bởi lẽ tâm trí của cả đám đều hướng về mảnh vải kia. Màn đêm trải dài khắp dạng núi, cảnh đẹp quét qua khu đất tuyệt đẹp. Nhưng trong đoàn ngoại trừ Phú thì 4 trong 5 người lúc này chẳng còn ai có tâm trạng mà ngắm cảnh đẹp của đồi thông lúc về đêm nữa. Tất cả diễn biến tâm lý của mọi người dường như đều thay đổi một trời một vực từ khi mảnh vải đỏ kia xuất hiện. Nó chính là tâm điểm của mọi sự rắc rối. Đêm hôm ấy chính là một đêm dài đằng đặc và cũng là một đêm đẫm máu kinh hoàng. Tất cả đều bắt đầu từ lòng tham. Bữa tối dùng xong, đám 5 người chia nhau trở về lều cá nhân. Nhưng mới nằm được một lúc thì cả 3 người kia mò sang lều vừa gạ gẫm Đạt bán cho mình mảnh vải đó. Những tâm hồn tham lam tính toán bắt đầu trỗi dậy, và lần này Đạt từ chối thẳng thừng chứ chẳng nể gì nữa. Ngày đầu tiên tìm đến với Đạt để gã mua mảnh vải là Hưng. Hưng mò hẳn vào trong lều, không nói rõ ý định muốn mua ngay, mà chỉ xin Đạt cho mình được thích mảnh vải đó một lần nữa. Chơi mấy lần không được, Đạt đành phải đem mảnh vải trong ba lô cho Hưng xem. Vuốt ve mảnh vải trên tay, ánh mắt của Hưng toát lên một ham muốn cháy bỏng. Nhất định phải có được mảnh vải này bằng bất kể một giá nào. Thế Hưng cứ giữ khư khư mảnh vải trên tay và có ý định không trả. Đạt lúc này bèn giật phát mảnh vải trong sự tiếc nuối của Hưng. Hưng như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi vội bảo. Mày không bán cho tao cũng được, hay mày có thể cho tao mượn nó một đêm không? Sáng mai tao nhất định trả lại mày. Đạt nhét tấm vải vào ba lô và lắc đầu tỏ ý tiễn khách. Thế nhưng ngay lập tức Hưng lại giằng lại.
như thể mảnh vải đó là quyền sở hữu của mình. Bực tức vì hành động đó của Hưng, Đạt bắt đầu to tiếng với bạn mà chẳng khách sáo. Hưng cũng bắt đầu văng những tiếng chửi thề. Nghe tiếng chửi nhau to quá, Phú là người đầu tiên lao sang. Thế Hưng đang ôm khư khư mảnh vải trong lòng, hiểu ngay ra sự tình, Phú liền quát lớn: "Mày làm cái trò gì vậy Hưng? Đưa mảnh vải trả cho thằng Đạt đi." Hưng nanh nọc trợn mắt: "Mẹ kiếp, tao chỉ hỏi mượn nó một lát thôi mà nó tính toán với tao, bạn bè thế hả? Đã vậy tao đích thèm xem trả nó nữa đấy. Cái thằng này một khi đã muốn thứ gì tao phải có bằng được." Đạt đỏ mặt tí tai, chẳng nói chẳng rằng lao vào đấm thẳng mặt của Hưng. Bên một cú đòn chóng váng, Hưng cũng hầm hầm lửa giận và lao vào đấm lại Đạt. Trong chốc lát, hai thằng bạn thân trở mặt thành thù. Cuộc cãi vã nho nhỏ đã trở thành một đám đánh nhau to. Cả hai đấm đá nhau bằng tất cả sức lực. Vì vậy cho nên một mình Phú dù rất giỏi món võ taekwondo, nhưng cũng phải mất rất nhiều mới có thể là can hai người bạn. Và phải mất thêm 10 phút sau nữa, Phú mới làm dịu đi được cả hai cái đầu nóng. Lúc ấy Linh và My cũng lần lượt chui ra lều vì nghe tiếng náo động. Khi mà đổ mặt 5 người, Phú lúc này mới cáu bản rồi gắt: "Chứ mày xem làm thế mà coi được hả? Toàn chỗ bản thân với nhau có mỗi mảnh vải, bằng cái mắt mũi đó mà cũng tranh giành rồi đấm đá nhau, còn du lịch cái mẹ gì nữa." Biết mình là người sai trước, Hưng líu díu xin lỗi, Đặt cũng ngập ngừng bày tỏ: "Bản ấy tao nóng quá cho nên nhất thời hồ đồ, bỏ qua cho tao đi. Chứ mà kỳ thật mảnh vải đó tao rất thích, tao không bán hay cho ai mượn được đâu." Nói rồi Đặt đi thẳng về lều cá nhân. Phú cũng kêu mọi người giải tán, không quên dặn Hưng kiếm một ít đá lạnh trong cái thùng cả đám đem theo để chườm vết thương. Thế nhưng vừa quay lưng tính trở về lều thì đột nhiên Đạt từ bên trong chạy sộc ra. Mặt của Đạt hầm hầm lửa giận, răng nghiến kèn két rồi gầm lên: "Chúng mày, tên nào lấy trộm mảnh vải của tao hả? Nó đâu rồi?" Phú liền sửng sốt: "Bạn ấy chẳng phải nó rơi ở trong lều của mày, sao lại mất được?" Hưng thanh minh: "Không phải tao, mẹ kiếp chứ. Mày đấm nhau với tao đến tím cả mặt, tay nào mà tao vừa đấm vừa trộm mảnh vải của mày được chứ?" Đặt quay sang hai người bạn gái, thấy Linh vẻ mặt tái tái, ánh mắt lảng tránh, Đặt liền hỏi to: "Linh, có phải mày nhân lúc tao với thằng Hưng đánh nhau, mày lèn vào trộm mảnh vải không à? Mày là đứa muốn có nó nhất mà, có đúng không?" Linh chẳng vừa chống nạnh rồi chửi: "Này cái thằng khốn nạn, mày bảo ai ăn cắp đồ của mày? Bảo mày nghe thấy tiếng động chạy ra ngay. Nếu mày nghi thì phải nghi con My kia kìa. Nó làm gì mày chui ra sau cùng trong khi mà đèn trong lều của nó sáng trưng? Mày đừng có quên, nó dạo học cấp 3, nó đã bị phạt một lần vì ăn trộm tiền của bạn cùng bàn. Ngựa quen đường cũ là chuyện thường thôi." My trợn mắt đầy tức giận. Trước nay My chúa ghét người nào nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó, về mà nay lại nghe được chính từ miệng của người bạn mà cô coi là thân nhất. My càng cảm thấy nhục nhã hơn, giống như là một mồi lửa bị đổ thêm dầu vào vậy. My lúc này liền gào lên: "Hóa ra lâu nay trong mắt của mày, tao là một đứa ăn cắp, uổng công tao coi mày là bạn. Còn đĩ chó, chính mày đã giấu mảnh vải đi phải không? Giờ mày mượn gió bẻ mang tính vu vạ cho tao. Tao hiểu rồi, lâu thấy mảnh vải đó mày đã có kế hoạch muốn chiếm làm của riêng. Chứ mày xúi thằng Hưng sang lều của thằng Đạt hỏi mua lúc ban tối, rồi nhân cơ hội chúng nó đánh nhau, mày lèn vào mày ăn trộm, đổ rắn đập, tất cả đều là kế hoạch của mày." Linh tao tới túm tóc của My, tát vào má của My một nhát như là trời giáng. My cũng chẳng vừa bền vật Linh ra mà ra sức cào cấu. Báo Hải Phú một lần nữa phải cản hai cô bạn này lại. Riêng về Đạt thì Đạt bỏ đi quanh mấy căn lều lục tìm, thế nhưng mảnh vải đó đã biến mất không một dấu vết. Đến khi căn xong, hai cô bạn vật tập trung đủ 5 người, đột nhiên Hưng lại nảy ra một thuyết âm mưu. Hưng ngó mặt của Đạt rồi hỏi: "Đạt, có phải chính mày đã giấu mảnh vải đi vì không muốn bán cho chúng tao, mày bày ra cái trò này?" Đạt gầm ghè rồi nói: "Mày câm mồm đi. Mảnh vải đó là đồ của tao, tao mất bao công sức mới mua được, việc gì tao phải đem giấu? Chỉ có lũ chúng mày vì muốn chiếm hữu nó làm của riêng, cho nên mới làm ra cái điều đáng xấu hổ như vậy." Phú gắt nhẹ: "Cho mày im hết đi. Vì một mảnh vải mà tình bạn sứt mẻ thế à? Về lều mà tự kiềm điểm lại bản thân đi. Tao thật là xấu hổ với những đứa bạn như tụi mày." Nói rồi Phú hậm hực bỏ về lều. Nhóm 4 người còn lại đứng nhìn nhau,
bằng một con mắt đầy địch ý, rồi cũng bỏ về lều cá nhân. Băng đi đến tầm nửa đêm, khi năm lều trại đã tắt đèn, nằm thao thức mãi không ngủ được, Phú chán nản bước ra ngoài, tìm một góc khuất để đi vệ sinh, cũng như tiện tay châm một điếu thuốc. Cảnh vật đồi thông ban đêm hết sức yên tĩnh, thậm chí Phú có thể nghe tiếng đầu thuốc cháy xèo xèo. Tiểu Song vừa khéo khóa quần tính quay vào lều, ngay khi vừa quay đầu thì Phú chợt giật mình. Bản năng thúc giục làm cho Phú ngồi thụp xuống. Chính giây phút ấy Phú đã thấy nó, một cái bóng đỏ rực lờ mờ lướt đi giữa đêm trăng và tiến lại lều trại. Là nó, mảnh vải lụa đã làm cho cả đám xích mích. Bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, Phú thận trọng bước những bước thật khẽ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Trời đêm tháng 8 sao sáng vằng vặc, ánh sáng hội tụ của các vì sao xuyên qua từng cây thông cao chọc trời, xoay vào dãy năm cái lều đang lặng ngắt như tờ. Đôi mắt của Phú mở to hết cỡ để nhìn vào tấm vải đỏ ấy. Dù trong đầu của Phú chắc chắn là mảnh vải đã bị gió cuốn đến đây, thế nhưng mà trong thoáng giây nào đó, Phú lại cảm tưởng nó như chứa đựng một linh hồn, rằng mảnh vải này là một vật sống. Điều đó làm cho người bạo gan như Phú cũng thấy ớn lạnh. Thế nhưng nỗi sợ đó rất nhanh biến mất, thay vào đó là một cảm giác tức giận. Chỉ vì mảnh vải chết tiệt kia mà đám năm người bạn trở mặt với nhau, sau này làm bạn xem ra khó lắm. Thế nhưng mà đột nhiên Phú sững người lại, vì mảnh vải đỏ đang chuẩn bị chui vào lều của Đạt lại quay ngoắt lại, lao về phía của Phú. Nó lướt lên trên mặt đất với một tốc độ rất nhanh mà không hề phát ra tiếng động nào. Phú khiếp đảm ngã ngồi xuống đất. Khi còn cách mặt Phú độ một gang tay, mảnh vải đỏ đột nhiên dừng lại, như con dã thu khát máu rình rập con mồi trước khi tóm gọn. Và cũng vì vậy đôi mắt đang trợn to hết cỡ của Phú đã thấy rõ ràng nó. Mảnh vải đỏ ma quái này nom không khác gì một cái lưỡi đỏ lòm, ướt át và rất dài. Từ trong mảnh vải những tua vị giác nhỏ li ti lòi ra như những đường gần máu thịt. Những sợi nhỏ này run rẩy uốn lượn như trực chờ để xé toạc Phú ra. Trong thoáng giây kinh hoàng đó, Phú giữ lại được chút tỉnh táo. Bàn tay run rẩy của Phú lần mò tìm một vật gì đó để đánh trả. Bất cứ thứ gì vào tay lúc này cũng tăng thêm sự can đảm cho một con người đang bị sự sợ hãi nuốt chừng. Bàn tay run bần bật bỗng chạm vào khúc gỗ. Phú vùng lên quật thẳng khúc gỗ vào mảnh vải ma quái, thế nhưng chẳng làm cho nó suy chuyển. Mảnh vải chụp lấy người của Phú, quấn mấy vòng quanh cổ rồi ra sức siết mạnh như muốn ép Phú ngạt thở. Thế nhưng rất nhanh, Phú đã thụp người mà tránh được. Thanh gỗ đã văng ra khỏi tay. Bị dồn vào đường cùng, Phú túm chặt mảnh vải tính xé rách nó. Mảnh vải vùng vẫy hung hãn với sức mạnh kinh khiếp. Thân của nó trơn tuột đầy rẫy nhớt nên càng khó để nắm được. Bằng một sức mạnh kinh người, nó quật cho Phú ngã lăn ra đất. Nhưng đối diện với lằn danh sinh tử, nhất định Phú không buông. Nhưng mà sức người có hạn, cuối cùng Phú cũng đành buông xuôi với đôi tay kiệt lực buông thõng. Mảnh vải ma quái chỉ chờ có như vậy, nó lại vươn ra phía trước, quấn mấy vòng quanh cổ của Phú. Mảnh vải chất đầy nhớt dãi, sờ soạng lên khuôn mặt của Phú và siết mạnh quanh cổ. Thế nhưng ngay khi vừa chạm vào cái túi gấm mà Phú đeo quanh cổ, thì đột nhiên mảnh vải ma quái rụt lại, rồi lao vụt vào trong cánh rừng. Kinh hoàng vì những điều đã xảy ra, Phú thét lên rồi ngồi bật dậy, hoảng hốt đưa tay lên sờ cổ. Phú khiếp đảm nhận ra đó là một cơn ác mộng. Không muốn ở trong không gian chật hẹp, Phú mở cửa lều rồi tính ra ngoài, hít ít không khí trong lành để bình tâm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đúng vào lúc Phú mới chui ra khỏi lều thì một tiếng rú cực lớn vang lên. Tiếng rú lớn đến độ làm cho Phú ngã ngồi xuống, tim đập loạn nhịp, hướng mắt về căn lều của Đạt, nơi có phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Phú hãi hùng khi thấy My chạy sầm ra. Bộ đầm ngủ màu trắng của My lúc này ướt đẫm máu tươi. Một tay của My cầm con dao gọt hoa quả, tay kia cầm mảnh vải đỏ. My gào lên thứ âm thanh nghe khào khào cực kỳ đáng sợ. Tao giết nó rồi, tao giết nó rồi. Chính nó đã giấu mảnh vải đi rồi vu vạ cho tao. Thằng cho khốn nạn này phải trả giá. Vừa nói My vừa giơ con dao lên, tay kia thì ghì chặt mảnh vải như là sợ ai đó cướp mất.
My đi lùi dần và cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng. Bóng trăng ban nãy còn lờ mờ nay bị tầng mây đen che khuất. Bóng tối ma quái đang nuốt trọn vạn vật với mùi máu tươi sộc lên đầy chết chóc. Linh và Hưng lúc này cũng lao từ trong lều ra. Chứng kiến cảnh My ôm mảnh vải chạy biến vào trong rừng, cả hai lúc này cũng cuống cuồng lao theo. Phút chốc chỉ còn mình Phú ngồi thẫn thờ với con mắt lạc thần trên đất. Phú run cầm cầm nét cứng cỏi thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là tứ chi của Phú nhũn ra, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Phú chết lặng trước cái chết kinh hoàng của Đạt và hành động man dợ quá khích của My vì một mâu thuẫn nhỏ. Không ai lại ngờ được rằng chỉ vì một mảnh vải chết tiệt mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giây phút kinh hãi đi qua, Phú lấy can đảm tiến vào trong lều của Đạt. Dưới ánh đèn lắc lư qua lại, cảnh tượng đẫm máu bày ra trước mắt làm cho Phú gặp bụng ói mửa. Bên trên tấm nệm màu cỏ úa, Đạt nằm vô hồn trong vũng máu. Hai mắt của Đạt trợn trừng, cổ đã bị cứa đứt ít hầu, phía hạ bộ bị rạch nát. Quay trở lại với cảnh giật đuổi bên kia, chẳng mấy chốc mà Linh và Hưng đã mất dấu My. Bóng tối là một đồng lõa giúp cho My tháo chạy cùng với mảnh vải đỏ ma quái. 15 phút sau, một bên mỏm đá treo leo, My đã đến đường cùng. Con trăng ló ra khỏi tầng mây soi rõ bộ đầm ngủ đẫm máu. Lòng tham và ma lực của mảnh vải đỏ đã chiếm trọn thần trí của My. Đứng chơ vơ bên mỏm đá, My vuốt ve mảnh vải đỏ rồi cất tiếng cười khanh khách ma quái. Đang sung sướng tận hưởng cảm giác mát lạnh mà thứ vải mang lại, chợt có một tiếng phẩm khô khốc vang lên. My rú lên một tiếng thảm thiết rồi đánh rơi mảnh vải xuống. Một cảm giác đau nhói nên lồng ngực sộc lên, miệng của My trào ra một búng máu tươi tanh nồng. Con dao thanh lan sắc lạnh từ lúc nào đã chồng về đằng sau, đâm thủng cả ổ bụng, lòi ra một đống ruột còn đẫm máu huyết. Máu tươi chảy ra thấm đẫm lưng quần, sộc lên tận óc một mùi tanh tưởi lượm giọng. Con dao bất ngờ rút ra, thân thể của My đổ ụp xuống, máu huyết chảy ra chan hòa. My lết trên nền đá rồi đau đớn lật úp người lại, mồm á hầu kinh hãi. Dưới ánh trăng, kẻ thù ác chẳng ai khác chính là Linh. Linh đứng đó với một khuôn mặt độc ác vô cùng, trên tay của thị là con dao đẫm máu. Vết máu nhễu ra chảy xuống nền đất, tạo thành những âm thanh đều đặn lách tách. Linh khoái chí cất lên một tràng cười man dại, rồi tiến tới đặt mảnh vải đưa lên ngắm nghía. Mà kệ bạn của mình mặt đã trắng bệnh vì mất máu, tay ôm chặt bụng đau đớn lắp bắp không thành tiếng. Mày Linh sung sướng kề ầm lên rồi lẩm bẩm: "Ta biết chính mày đã giấu mảnh vải này vào lều thằng Đạt rồi đóng vai nạn nhân, cả thâm hiểm như mày phải chết." Nói rồi Linh đập thẳng bạn của mình xuống vực. Tiếng hét của My tan loãng trong đêm đen. Đôi mắt của Linh lúc này vằn vện tia máu, màu đỏ đó hòa chung với sắc đỏ của mảnh vải ma quái thì đã hoàn toàn bị ma lực của nó điều khiển. Linh ngó xuống vực một lần nữa trước khi nâng niu mảnh vải quay lại hướng cánh rừng. Nhưng đêm tàn bạo chưa dừng lại ở đó. 10 phút sau thì tại ngã ba u tối, thấp thoáng bên một gốc cây cổ thụ có một thân ảnh đang phục sẵn ở đó. Trong tay của kẻ đó có một cái búa đinh. Ánh mắt của kẻ đó im lìm lãnh khốc và vằn vện tia máu khi nghĩ đến khoảnh khắc khi mảnh vải đỏ đó sẽ là của hắn, của một mình hắn mà thôi. Kẻ đó không ai khác chính là Hưng. Hắn đã bị ma lực của mảnh vải đó điều khiển tâm trí. Thấp thoáng nơi đầu ngã ba, Linh đang nâng niu mảnh vải và đi như người vô hồn mà không biết cái chết đang trực chờ phía trước. Ngang qua gốc cây cổ thụ, chợt một tiếng cồm khô đanh vang lên. Chiếc búa đinh lạnh lẽo trong tay của Hưng vung xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu của Linh mà nện. Linh rú lên ngã ngồi xuống, lùi dần lại trên nền đất. Hưng chậm rãi tiến lại gào lên bằng một âm điệu khào khào, hệt như giọng nói của Linh lúc ra tay sát hại Đạt. "Tại sao mày dám tranh mảnh vải với tao? Ở trên lớp điểm số của mày luôn xếp trên tao. Tại sao mày không bao giờ biết nhường tao lên một lần hả con quỷ?" Vì thoát khỏi sự khống chế của mảnh vải, thành ra Linh đã tỉnh táo phần nào. Linh cố gắng lết về đằng sau mấy bước run rẩy. "Hưng, mày điên rồi. Mày làm cái gì thế này hả thằng khốn?" Hưng cười khùng khục nhặt mảnh vải đang rơi trên nền đất lên ngắm nghía. Hắn ném ánh mắt đỏ quạch nhìn Linh rồi gầm lên:
Tao điên sao? Tao đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm. Con đàn bà khốn nạn, mày còn tính cướp mảnh vải của tao? Đồng lúc đó Linh nắm được một hòn đá thì lấy hết sức nhằm ném Hưng. Cái hòn đá khốn kiếp đó làm cho Hưng gục xuống ôm sống mũi, máu trào ra ấm nóng tanh đầm. Chết đi, đồ thần kinh! Linh gầm lên rồi dùng sức bỏ chạy. Còn quỷ cái, mày chạy đâu? Sẽ chẳng ai cứu hút được mày cả. Lần theo dấu cỏ cây đổ rạp, cuối cùng Hưng cũng tìm được Linh. Phải bỏ chạy vội làm chân của Linh bị mảnh đá tay mèo sắc nhọn cứ phải, máu chảy đầm đìa. Hưng cười man dại rồi vung tay giã chiếc búa đinh điên cuồng, mặc cho Linh đang điên cuồng gào thét. Những tiếng cộp cộp khô khốc vang lên, kèm theo tiếng gào đến đặc giọng. Rất nhanh tiếng động chết chóc mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau, Linh nằm đó với vết thủng to tướng trên đầu, hai con ngươi lồi tướng ra ngoài, hồn địa khỏi xác. Hưng đứng dậy thở hồng hộc, nhìn xác của Linh bây giờ chỉ còn là đống máu thịt nát bấy. Hắn ném cây búa đi nâng niu mảnh vải như sợ mất đi của báu. Quay trở lại hoàn cảnh của Phú, sau khi thấy thảm cảnh của Đạt, Phú lao vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chưa kịp trôi qua cảm giác kinh hoàng, thêm một lần nữa Phú tưởng mình vỡ tim mà chết khi thấy cảnh tượng trước mặt. Ở một gốc cây cổ thụ tối om, cách nơi Phú đang nôn tầm 20 mét, từ lúc nào có một bóng trắng đứng đó nhìn anh. Phú lùi hẳn lại trong nỗi khiếp đảm. Nhưng khi nhận ra cái bóng đó quen thuộc, Phú mới lên hết can đảm rồi hỏi: "Cô, là cô đúng không Trúc Nhã?" Bóng trắng đó vẫn đứng im, từ hướng đó phát ra một tràng âm thanh thoát tục. Dù khoảng cách khá xa nhưng âm thanh đó xoáy vào óc của Phú rõ một một, từng lời như là cầu xin. "Em là Trúc đây. Em là người anh đã dọn dẹp mộ phần ở gốc cây si. Xin anh hãy chạy đi, bạn anh bị mảnh vải đó cướp hồn rồi. Mảnh vải đó được một mộ mo làm ra nhằm trả thù dân làng vì đã giết cháu của mộ. Nó được tắm máu của 9 đứa trẻ và đem theo lời nguyền chết chóc. Bất cứ ai sở hữu nó đều biến thành ác quỷ." Phu khiếp đảm nuốt từng lời vào trong đầu. Hồn ma của Trúc tiếp tục bằng giọng thống thiết hơn: "Bạn anh vì vô tình tiểu lên mộ cháu của mộ mo nên bị mụ lừa mua mảnh vải đó. Ban đầu mụ chỉ định hại chết bạn anh, thế nhưng mà trong đám bạn ấy ai cũng mang trong mình tâm địa xấu xa, thành ra là mới bị mảnh vải khống chế. Xin anh hãy đi, con quỷ trong thân xác của bạn anh sắp đến rồi. Vì anh chạm phải mảnh vải đó cho nên nhất định không buông tha. Hãy nhớ chạy thẳng về hướng đông, đó là hướng ra đường chính. Sắp qua 3 giờ sáng, pháp lực của mảnh vải ấy sẽ tiêu tan. Hãy nhớ đừng làm mất túi gấm em tặng. Xin anh hãy đi ngay." Phú vùng lên lao đi ngay trong đêm mà không kịp phân định đúng sai. Càng chạy Phú lại càng khiếp cảm khi mà nghe tiếng chân nện trên nền đất đang bám sát. Cộng theo đó là tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm đen. Phú cứ nhắm hướng đông mà chạy, chạy bằng cả sinh mệnh theo lời hồn ma mách bảo. Khi còn cách đường chính tầm 300 mét, Phú liếc nhìn đồng hồ với màn hình dạ quang trên tay. 2 giờ 50 phút. Phú chợt vấp phải một dây leo ngang qua đường. Mất đà, Phú ngã lăn lông lốc mấy vòng rồi sa chân xuống một hố đất. Bên trên đường tiếng chân đuổi theo đã tiến đến gần, không kịp nữa. Phú hoảng hốt nép chặt vào bờ đất, tay móc cây túi gấm dơ ra trước mặt, trong khi hai mắt của anh nhắm chặt và nín thở. Bên trên, Hưng đã hoàn toàn biến thành một người khác. Hai mắt của Hưng đỏ sọc, quay hàm bệnh ra với tiếng thở phì phò như loài rắn độc. Mảnh vải lụa quấn lấy bụng của Hưng, phần còn lại uốn lượn như một con mãng xà đang sục sạo tìm kiếm con mồi là Phú. Mảnh vải vươn dài ra luồn đến từng ngóc ngách. Khi còn cách bờ đất chừng một găng tay thì đột nhiên mảnh vải rụt lại, chuyển hướng sang chỗ khác. Nằm dưới hố đất khi nghe tiếng thở phì phò đã cách xa mình, dù trong lòng sợ đến run rẩy, song Phú cũng chớp lấy cơ hội này. Phú vùng lên cắm đầu lao ra đường chính, cố gắng dùng cả sinh mệnh của mình để chạy đua với tử thần. Mảnh vải đỏ lại điều khiển Hưng lao theo. Thế nhưng khi sắp bắt kịp Phú ở bên kia đường, chợt từ đâu có một con chim lạ lao vụt xuống, đâm sầm vào người của Hưng. Mất đà, Hưng ngã nhào xuống đường,
Ngay trong giây phút đó, trời có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh. Tiếng phanh xe vang lên ken két trên mặt đường nhựa, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cả thân người của Hưng bị chiếc xe tải cán qua. Bánh xe tải cán nát đầu của Hưng, khiến óc bắn phun ra bên ngoài. Tài xế hoảng hốt nhảy xuống khỏi cabin rồi lăn đùng ra ngất lịm. Bên kia đường, Phú đang nằm thở ra chối chết. Ngó sang hướng ấy, thảm cảnh đập vào mắt của Phú làm Phú rụng rời cả chân tay. Mảnh vải đỏ quấn quanh bụng của Hưng uốn éo như con rắn đang dãy giụa chết, rồi bùng cháy như một ngọn lửa trước khi hóa thành tro bụi và tan loãng trong đêm đen. Sau khi nhận trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra và kết luận vụ án mang bốn cái xác chết đều do mâu thuẫn cá nhân và hung thủ đã thiệt mạng. Về phần của Phú, sau cái đêm đẫm máu đó, Phú phải điều trị tâm lý trong bệnh viện một thời gian dài. Sau khi tinh thần đã ổn định, Phú cùng người nhà tìm đến ngôi mộ của Trúc để làm lễ cầu siêu 3 ngày 3 đêm. Sau đó Phú chuyển hẳn sang nước ngoài ăn học và định cư. Mảnh vải đỏ ma quái đó đến nay vẫn là một ẩn số. 3 tháng sau cái đêm định mệnh ấy, tại một cánh rừng thông rậm rạp, tiếng của một vị khách du lịch vang lên để trịch thượng. Bà già, mảnh vải này bà bán bao nhiêu? Mẹ kiếp, tiền bọc với thằng này không thành vấn đề. Cậu muốn mua nó hả? Vải do tôi dệt đấy. Tấm này đã là gì? Nếu cậu có thiện chí muốn mua thì theo tôi. Ở nhà tôi còn nhiều tấm vải đẹp hơn nhiều. Nào, đi theo lối này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.